Bây giờ là mới 11 giờ sáng ngày thứ ba 7 tháng 11, bữa nay là ngày bầu cử bên California, bên Mỹ của mình, là về bầu cử là nó là semi, tức là nó là chính giữa cái nhiệm kỳ của tổng thống là 4 năm á. Kỳ này là mình đi bầu dân biểu, thượng nghị sĩ với vậy những cái đơn cử của địa phương đó. Đó là nguyên cái bạn nghe cái tiếng mầm như cái suối lồ ồ của Biên Hòa mình nó chảy vậy đó. Nó to, nghe to vậy, nó khuất sau mấy cái hàng sậy mà ảnh cắt hôm trước á, là trống hết rồi, bây giờ nó lại nước nó đổ vô dồn về đó đó. Các bạn chú ý nhìn kỹ lại đó. Để cho mình đó, cái âm thanh đó là của tự cái dòng suối nó chảy, mà cái thác nước nó chảy nó đổ mà nó nghe, bạn nghe vậy đó. Đó. Bây giờ là mới 11 giờ sáng thôi mà mấy bạn nghe coi xem á, nó như là 6 7 giờ chiều vậy đó. Rồi vậy thì nó ra bên ngoài, nó vô bên trong này do nước mà nó ngập luôn và lên tới cái thềm của cái ngay cái mặt bằng của cái chuồng á, thành ra gà giờ nó phải chạy ra trên này. Ở dưới nước mà trên gà ở trên nó còn hai tầng trên nữa. Cái đất thứ nhất, cái lầu 1, cái lầu 2 cho tụi nó leo lên đó, nhưng mấy ngỗng nên không có leo cao vậy đó. Thành ra sợ nó chạy ngoài này thì anh đi anh đưa ngồi cái ghế ở phía dưới đó. Ảnh xem tụi nó rồi ảnh coi anh liệu anh ngắm rồi để mình dời cái chuồng nó lên trên cao trên như thế nào đó. Cái chuồng chưa biết là anh sẽ làm ở đâu, tại vì mình phải coi cái địa thế này nọ đó. Mà bạn thấy giờ nước giờ phía dưới đó là nó tràn ra là tới 7 thước nước bề rộng đó. Đó rồi phía dưới đó nó có cái chiếc tàu của ai thả trôi đó đó, rồi nước bể làm đôi. Anh còn để đó, nó để nốt con trồng bông anh làm gì đó mình cũng chả biết nữa đó. Lên con này đó mình quay ngang cây xéo là cây ổi xá lị của mình, nó bên cạnh cái cây hoa vàng vàng đó, cái đó là cây càng thiên thần đó. Nó lên được mấy trái, nó cũng còn mấy trái thôi, mình cũng không có ăn, để đó cho mấy đứa nhỏ cháu của Ly tới ha. Anh chị Chính mình, chị Chính mình thì chị thích ăn ổi, ổi giòn này, ổi này ngon này, ổi này của bạn chị Chính mình cho. Sen của mình thì cái lá nó cũng tàn tàn rồi, nhưng mà mình sẽ bỏ đất bỏ phân thêm cho nó dưỡng cái mùa xuân cho nó ra tiếp. Thì kỳ rồi nó đương lên ngon lành, nó đương mọc hoa lên. Chị Hải lên chị nói chị muốn, mà có chị Chính mình ở đó, mà không lẽ mà mình đem cho chị Hải mình không cho chị Chính thì mình thì nó kỳ. Mà cái tính này muốn giật ngược, mà nó đương giữa mùa đó, đó lấy nó lên đó bạn, là của chị Hải nó cũng chết, của chị Chính mình cũng chết, mà cái cây mình đó là nó không bông luôn đó. Không phải là mình xấu bụng nhưng mà nó vậy đó. Cái giống sen đó là mình trồng đã hỏi kỹ lưỡng là lúc ban đầu đó là muốn hay không để mình đưa cho. Thì chị Hải thì chị không muốn, chứ chị Chính mình thì chị rất là thích. Mà tùy một điều kiện mỗi nhà, cây đó nắng nhiều lắm, mà trên nhà chị Chính mình thì nó không có nắng nhiều. Không có nắng nhiều rồi cái cây màu tím này khác cây ổi này. Cái trái qua cũng quá chừng bự. Cái trái thứ nhất là trái loại bình thường đó, trái ngoài trừ cái trái lớn, cái trái thứ ba này đây. Là cái đó là cái bình thường thì là cái thanh long tím nó chỉ bị lớn vậy thôi. Còn cái trái cái lớn thứ nhì đó bên đó đó là mình thấy đó, nó đã là loài thuộc loại lớn của cái thanh long tím rồi. Còn cái cây này là nó là còn to dữ nữa đó. Đó. Mình đứng đó là cách xa là khoảng 7 tấc đó, mình quay lại nó to vậy đó. Thì trái đó là hái được rồi, mà do là mình hôm qua mình không hái, bữa nay mưa nó sẽ lạc cho nên mình không hái, mình chờ vài bữa nữa nó ngọt lại rồi mình mới hái nó. Cái cây này nè, cái lá dẹp dẹp này nè, nó lên cái như cái chùm hoa hồng hồng vậy, cũng còn thấy nó cũng lạ lạ ha. Nó trở màu, mà lạnh cái nó trở cái màu vậy đó. Thành ra mình có mớ mình trồng trong mát để mình giữ giống nó, thì mát lắm thì nó ra cái cây nó sẽ ra cái màu trắng như thế này nè, nó ra màu trắng như trong đó đó. Đó có lạnh lạnh chút cái nó đỏ đỏ lên đó. Mình rất là thích cái cây này. Mà nó lên cái mùa xuân Tết đó, nó nở ra hoa đẹp lắm mấy bạn. Nó giống như trường sinh nhưng mà nó đẹp hơn cái trường sinh nhiều. Nên mình cái gì mình thích, ai không thích thì kệ ai. Còn mình thích thì mình cứ trồng vậy thôi đó. Cũng có được mấy trái nè. Mấy trái này nó to to chút thôi chứ cũng chưa có thơm lắm đâu.
nhờ trời mưa đó thành ra cây cà tím mà nó cũng lên trái, cũng có chục trái à. Nên mình cắt bữa mình tỉa lá bữa 31 tháng 10 đó, nay cũng được tuần lễ rồi, bắt đầu nó trái râm ra nhiều. Mình trồng lại cái cây bưởi xả của mình. Nếu cái mùa mà mùa mát lạnh lên đó, thì cái cây hồng nhung nó bắt đầu nó tươi tắn trở lại, chứ không thôi là nó quát quát cái mà nó thụi vậy đó, nó nở ra ngày cái nó thụi bông vậy đó, thấy gớm rồi mình không thích, thành ra mình không có trồng nó vậy. Cây năm nay mình ráng mình cố gắng coi thử cái cây này là cây mãng cầu của Việt Nam mình, là cây na đó, cây na dai đó, thử coi ảnh sao. Có mấy cái cây chanh Thái Lan của mình còn được 2 cây thôi, còn bao nhiêu cây ổng ương này nó ngủng của đảo hết rồi. Bây giờ bắt đầu là về đi tìm cái dây, lấy cái trái của nhà mẹ mình nó về ương trở lại đó. Đây là dĩa, cái dĩa thanh long tím với lại thanh long trắng với lại thanh long tím. Cái màu fuchsia đó, cái màu tím nó lạc nhạt nhạt đó, đó là cái màu thanh long trắng. Còn đây là cái trái thanh long tím của mình nè. Mà trái to thì mình chưa có hái trái này, là mình hái ngày hôm qua đó, là trước cơn mưa đó. Đó mình đem mình rắp vô đây. Cái cô cũng được là sáu trái ruột trắng và 4 trái ruột tím. Cho mấy bạn xem sơ thôi, thấy cũng hấp dẫn quá ha. Nó bóng lưỡng à. Bữa đó ra đi tính hái về đem đám giỗ, nhưng mà nó cũng còn xanh xanh, nó cũng chưa mát mát, thì trời nó lạnh không phải, nó không chịu chín. Rồi anh hối quá là lấy này lấy kia, vưng đồ ra kia rồi mình cũng quên hái. Đó, đúng ra cái trái mà giờ mà nó xanh xanh như vậy nè. Đó mình ăn thì mình thấy nó còn hơi chua đó. Mà tại cái mặt bên kia là mình không thấy, nó trên cao mình không thấy. Mình chỉ thấy cái mặt dưới này thôi. Cái trái này đó là tạm thời nó ngọt đây nè. Đó, trái này thì ngọt. Đó. Mà thường mình hái đó là mình thích đó. Mình thích cái trái mà nó cái queo nó vàng vàng vậy nè thì nó sẽ ngọt hơn. Đó. Để coi chân sơ sơ chơi thôi. Cho mấy bạn xem. Không biết có mưa mà sao mình nghe cái thùng lắc, ảnh thịnh còn dưới suối đó, chơi với mấy con, với còn mình chạy lên trên nhà rồi. Nó tại phía dưới nó quay phim thì được, nhưng mà lúc mà upload lên nó phải lên trên nhà thì nó mới có sóng mạnh, còn dưới suối thì nó sâu quá. Rồi thôi, mình chào các bạn nha, mình xin ngừng ở đây.